Tháng 10 năm 2021, biến thể Omicron xuất hiện. Các quốc gia trên thế giới từ ngần ngại với mũi tiêm nhắc lại, đến giờ thì đã rút ngắn thời gian tiêm liều thứ ba. Omicron đã thay đổi chiến lược tiêm chủng của thế giới. Thưa quý vị, biến thể Omicron hiện đã có mặt tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với khả năng lây lan nhanh, nó đang dần trở thành chủng virus chính gây bệnh COVID-19 tại một số quốc gia như là Mỹ, Anh. Biến thể này cũng đã khiến cho nhiều quốc gia phải hủy bỏ các kế hoạch lễ hội mừng Giáng sinh và năm mới. Trước tình hình đó, để bảo vệ nỗ lực chống dịch, ngày càng nhiều nước đã rút thời gian chờ tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba từ 6 tháng xuống ngắn hơn nhằm ngăn chặn sự gia tăng số ca mắc biến thể. Trong phần tiêu điểm quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sự thay đổi chiến lược tiêm chủng của các quốc gia trên thế giới. Đầu năm 2021, nhiều nước trong đó có Mỹ đã cho phép tiêm liều thứ 3 6 tháng sau khi tiêm 2 liều ban đầu. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm nay, Hàn Quốc, Anh và Thái Lan đã rút ngắn thời gian chờ tiêm liều thứ 3 xuống còn 3 tháng, trong khi Bỉ rút xuống còn 4 tháng. Phần Lan khuyến nghị rút thời gian tiêm liều thứ 3 xuống còn 3 tháng đối với nhóm có nguy cơ cao. Chính phủ Phần Lan nói họ không tin việc rút ngắn thời gian tiêm chủng cho toàn dân số sẽ giúp làm chậm sự gia tăng của số ca nhập viện. Pháp, Singapore, vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, Italia và Australia cũng giảm thời gian chờ tiêm liều thứ 3 xuống còn 5 tháng. Một số nhà khoa học cho rằng việc tiêm mũi tăng cường quá sớm có thể ảnh hưởng tới mức độ bảo vệ của vaccine trong dài hạn. Theo họ thì 3 tháng dường như là thời gian quá ngắn bởi với các loại vaccine đa liều, hệ miễn dịch cần thời gian để phản ứng tốt hơn. Với quan điểm ngược lại thì các chuyên gia y tế khác lại nhận định là trong bối cảnh các biến thể mới có nguy cơ xuất hiện bất cứ lúc nào mà sự lây lan của biến thể mới Omicron là ví dụ thì tiêm mũi tăng cường sớm là việc cần thiết. Vậy cơ sở khoa học nào để họ có thể đưa ra các khuyến nghị này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi. Theo một nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí The Lancet, khả năng bảo vệ của vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca sẽ suy giảm sau 3 tháng kể từ khi tiêm 2 mũi. Kết quả này có được sau khi các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu của 2 triệu người ở Scotland và 42 triệu người ở Brazil đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn mỗi khu vực lại ghi nhận các biến thể chủ đạo khác nhau. Biến thể Delta phổ biến ở Scotland, còn ở Brazil là biến thể Gamma. Theo các nhà nghiên cứu, điều này đồng nghĩa sự suy giảm hiệu quả phòng bệnh có thể do vaccine giảm hiệu lực và ảnh hưởng của các biến thể. Do vậy, các chuyên gia kêu gọi người dân cần tiêm mũi tăng cường ngay khi có thể. Vaccine là công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, nhưng hiệu quả của nó bị suy giảm đã là mối lo ngại trong một thời gian. Bằng cách xác định thời điểm vaccine bắt đầu suy yếu, các chính phủ có thể thiết kế chương trình tiêm liều tăng cường nhằm đảm bảo duy trì sự bảo vệ tối đa. Ủy ban tiêm chủng thường trực của Đức đồng quan điểm này, khuyến nghị những người đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 nên tiêm mũi tăng cường sau 3 tháng kể từ mũi tiêm thứ 2. Sau khi tiêm mũi vaccine tăng cường, tác dụng bảo vệ chống lại các biến chứng nặng do biến thể Omicron sẽ tăng trở lại. Khuyến nghị mới này áp dụng ngay lập tức cho tất cả người trưởng thành tại Đức, ưu tiên người cao tuổi và người có bệnh lý nền, với hy vọng mũi vaccine tăng cường sẽ bảo vệ người dân khỏi các biến chứng nghiêm trọng và giúp làm giảm nguy cơ lây lan virus sang cho người khác. Trước đó, cơ quan dược phẩm của Liên minh châu Âu cũng đưa ra khuyến nghị có thể tiêm mũi vaccine tăng cường chỉ 3 tháng sau mũi vaccine thứ 2. Tuy nhiên, việc áp dụng thế nào là tùy theo diễn biến dịch của từng quốc gia và do mỗi nước tự quy định.